Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 21 tháng 11 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.